học lớp mấy rồi? Lớp 4. 50 trừ 1 bằng mấy? 50 trừ 1 bằng 5. Bằng 5 đúng không? Chính xác, mày giỏi. 70 trừ 10 còn mấy? Bằng 100. Bằng 100. 7 trừ 15 bằng mấy? Bằng 30. Nhưng mà tao có trái tim. Còn mày có gì? Có cái nồn thì con bà. Linh ơi, anh Loan nè, anh nhớ em quá à. Nhớ con cặc tao mà đủ mẹ mày luôn số rồi mày ơi. Hello anh Long hả? Cậu cặc, anh Long gì? Đủ mẹ tao đang xem phim heo, đủ mẹ tao bay lập phá phá hoài à, đủ mẹ tao bay. Anh à, đi xem phim không? Xem một cặc tao này đủ mẹ tao bận lắm. Ước gì em ở đây giờ này, ước gì ta cùng nhau chuyện trò. Con đẩy mẹ gánh ra.